đây là lần thứ hai mà Khánh quay lại DK để chỉnh trang lại, sửa sang lại cái nhan sắc của mình. Hôm nay mình đã trải nghiệm một cái công nghệ hoàn toàn mới, đó chính là Headshot. Cái lông mày của mình ngày hôm nay mình nhìn thấy nó cá tính hơn, thậm chí là mạnh mẽ hơn. Và có một cái cảm giác nào đấy khi mà lúc mà trước khi mà mình làm mình rất là sợ, bởi vì là cái tiếng máy cũng như là cái cảm giác khi mà mình chuẩn bị bước chân vào làm mình rất sợ, nhưng mà sau khi mà làm xong thì mình thấy hoàn toàn rất là bình thường, không đau đớn như vậy. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn DK cũng như toàn thể tất cả anh chị em nhân viên đã giúp cho không chỉ riêng Khánh mà còn rất là nhiều những người nghệ sĩ khác có được cho mình cái khuôn mặt đẹp hơn, có được cái lông mày đẹp hơn, thậm chí là đôi môi đẹp hơn để công hiến nghệ thuật.